Nguyên xin kính thưa ban giám khảo, bởi vì đây là một câu hỏi thuộc về lĩnh vực kiến thức và đòi hỏi phải chính xác như thế này. Nhưng trong thời đại 4.0 thì không khó để chúng ta có thể tìm câu hỏi này trên báo đài và trên mạng. Và em hứa nếu được thử thách lần sau thì em sẽ trả lời câu hỏi này một cách hay hơn. Unimedia. Thì nếu như bây giờ một thí sinh sẽ được ban giám khảo ưu ái cho ở lại tiếp tục và một thí sinh sẽ phải ra về thì hai bạn sẽ xử lý như thế nào? Ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người phải ra về? Nếu mà được một sự lựa chọn giữa em với em gái của em thì em sẽ hy vọng là em gái của mình lọt vào vòng trong. Còn em thì sao? 2, 3, 3. Dạ, nếu mà chị em mà muốn như vậy thì em sẽ cố gắng trong cuộc thi. 2, 3, 3 ơi, lúc nãy chị nhìn em đi ra, em đi gần như là không quan tâm đến chị mình lắm. Em phô diễn hình thể của em phô diễn bước đi của em. Và dường như em quên mất là em đang đi cùng với chị của em. Và thêm một lần nữa, khi mà chị của em đã quyết định có thể nhường xuất vào bên trong cho em, và em lại tiếp tục khá là dễ dàng chấp nhận cái sự hy sinh đó của chị em. Em là một người ích kỷ như vậy hay sao? Dạ không ạ. Đó, vì chị em trong nhà nên là cũng hay kỳ vọng về mấy chị em, nên là bọn em sẽ cố gắng vì chị mình. Nếu mà cô muốn em nói lời cảm ơn chị của mình thì em sẽ nói như thế nào? Em cảm ơn chị rất nhiều vì thời gian qua đã giúp đỡ em rất là nhiều và đã động viên bọn em rất là nhiều. Nếu mà chị đã muốn như vậy thì bọn em sẽ cố gắng tiếp tục về chị. Rất là nhiều chướng ngại vật nha, mình cứ nhắm thẳng mục đích và tìm thấy câu hỏi ở trong đó. Ôi á, nó là một cái tờ giấy nha. Bung tay ra, bung tay ra mới tìm được. Ôi, nói chung là khi mà mình ví dụ mình nhắm mắt lại, mình sờ sờ, mình không biết con gì ở trong đó thì mình sẽ cảm giác sợ, rất sợ luôn. Thực sự đầu tiên thì tôi chỉ nghĩ rằng là nó là cái thùng giấy câu trả lời bình thường thôi. Thì chạm vào thấy có cái gì đó nó cứ nhờn nhờn chân chân, sợ quá. Thế là lúc cũng hơi mất bình tĩnh. Nhưng mà ở đây thì các bạn rất là can đảm. Các bạn không mò được góc này, các bạn mò góc khác, các bạn vẫn cố gắng hết mình để có thể lấy được cái tờ câu hỏi của các bạn. Ừ. Cúi hộp, nhặt nó lên. Thì đó là một cái tinh thần rất là can đảm. Hy vọng là trong cuộc sống, trong thử thách, các bạn cũng mang một cái tinh thần như thế, là một chiến binh luôn muốn vượt qua tất cả các thử thách của chương trình, của ban tổ chức, của những cái vấn đề mà các bạn gặp trong cuộc sống, trong cái cuộc thi của các bạn. Đây là chỉ là một lựa chọn thôi, em không tham gia cái phần thử thách này cũng không sao cả. Bởi vì bốc được câu hỏi rồi không trả lời được còn khổ hơn. Huyện đảo nào có giống tỏi thơm ngon, được mệnh danh là vua của các loại tỏi tại Việt Nam? Câu hỏi quá dễ. Dạ, nhưng xin kính thưa ban giám khảo, bởi vì đây là một câu hỏi thuộc về lĩnh vực kiến thức và đòi hỏi phải chính xác như thế này. Nhưng trong thời đại 4.0 thì không khó để chúng ta có thể tìm câu hỏi này trên báo đài và trên mạng. Và em hứa nếu được thử thách lần sau thì em sẽ trả lời câu hỏi này một cách hay hơn. Trong cuộc thi chạy, nếu bạn vượt qua người thứ hai, bạn sẽ đứng thứ mấy? Dạ, em trả lời câu hỏi này là em đứng thứ nhất ạ. Khi cuộc sống thì em phải cố gắng chạy và chạy hơn nữa. Và em không để cho mình thua. Và em muốn là người đứng thứ nhất. Em ơi, ban giám khảo chỉ hỏi nghĩa đen thôi, chúng tôi chưa hỏi nghĩa bóng đâu em ạ. Đây là người hai, bạn vượt qua người thứ hai thì bạn sẽ đứng thứ hai. Ai là nhà văn học thực hiện phê phán hàng đầu Việt Nam thế kỷ 20, là người khai sinh ra nhân vật Xuân Tóc Đỏ ạ? Bây giờ mới là sợ này. Nhà văn Nam Cao ạ. Câu hỏi của em là what is the role of English in your life? You live once, you only live once. You can do everything if you want. You is you, nhưng mà you lạc đề 30 cây số rồi. Thôi mời you trả lại câu trả lời. Mình không thể trách được, tại vì nhiều lĩnh vực, có thể là những cái lĩnh vực mà các bạn quan tâm,
thì lại không bóc được cái câu hỏi đó. Xã hội của mình nó vô vàn kiến thức khác nhau, với khi có những câu hỏi thì nó hen, bản thân hen cũng không trả lời được. Em đã tốt nghiệp ngành cử nhân tâm lý học ở một trường đại học bên Mỹ. Từ đầu em biết tôi đang nghĩ gì. Dạ thì anh đang nghĩ rằng là em nên đi vô vòng trong bởi vì em xứng đáng điều đó. Rồi, cảm ơn em. Một trong những câu chuyện mà chúng tôi cảm thấy rất là thú vị đó là câu chuyện của Hương Ly. Ai bao chăng châu là khổ, chăng châu sướng lắm chứ. Ngồi mình châu ta ngồi ngắn và mình hát nghêu ngào. Cô thấy em nói em rất là thích chăn trâu và em có kinh nghiệm chăn trâu tới 10 năm rồi. Dạ. Là em bắt đầu chăn trâu từ lúc mấy tuổi? Dạ em chính xác là bắt đầu chăn trâu từ năm cấp 1. Cứ vào những buổi mà không đi học thì em hay đi chăn trâu phụ ba mẹ. Và em rất là thích công việc đó. Câu hỏi vui thôi. Dạ. Nếu em trở thành Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 thì em sẽ làm gì cho những bạn trẻ chăn trâu? Câu hỏi này thật sự rất là khó với em. Bởi vì ngay từ nhỏ em lớn lên môi trường là em rất là hay tiếp xúc với các bạn trẻ dưới quê. Những bạn nhỏ, em cảm thấy họ có một sống rất hạnh phúc. Đó là cái môi trường mà em được tiếp xúc. Còn những môi trường khác thì em không biết. Bởi vì xung quanh em là những bạn của em, họ chăn trâu với em, họ rất là vui. Đi về là lúc nào cũng hát ca, líu lo. Và em không biết được là điều mà họ đang chất chứa là gì. Vì em thật sự không có nhiều thời gian để tâm sự. Tuy nhiên, một điều mà rõ ràng mà em nhìn thấy ở dưới quê em là không phải đến từ những bạn chăn trâu, là những bạn ở Tây Nguyên em, những bạn người đồng bào thiểu số. Họ cần một cái ngôi trường để lớp nhiều hơn. Họ không có điều kiện kinh tế, đó là em nghĩ quan trọng hơn là cái việc dành cho những bạn chăn trâu. Vì đối với em, những người, những gia đình có các em bé chăn trâu, có trâu để chăn là đã có điều kiện rồi. Vì một chú trâu thật sự rất là đắt, chứ không hề rẻ, nên thành ra là em không mong muốn làm điều gì nhiều cho bạn trẻ chăn trâu, mà em mong muốn dành cho các bạn trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn là những bạn trẻ chăn trâu nói riêng ạ. À.